của Trương Ngọc Ánh khiến dân tình suýt xoa. Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh cho thấy sự đa tài khi đảm nhận nhiều vai trò từ MC, diễn viên. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có chuyện tình yêu bên cạnh bạn trai là Anh Dũng, kém cô 14 tuổi. Mới đây nhất, Trương Ngọc Ánh đăng tải đoạn video diện trang phục, chế nải khoe trọn đôi gò bồng đảo lấp ló, cùng xương quai xanh gợi cảm. Nữ diễn viên chọn chân váy ngắn để lộ đôi chân dài mướt mắt, thần thái, chanh xả, nhận được nhiều lời khen ngợi. Trên mạng xã hội, Trương Ngọc Ánh thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường. Ở tuổi 47, diễn viên hương ga ưa chuộng diện trang phục cắt xẻ, khoe trọn vóc dáng. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, Trương Ngọc Ánh còn chăm chỉ tập luyện hình thể để giữ vững số đo đáng mơ ước. Sau mối tình không trọn vẹn với Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh là mẹ đơn thân chăm sóc con gái tên Bảo Tiên. Con gái nữ diễn viên được dân tình đốc thúc chuyển tham gia các cuộc thi sắc đẹp vì có vẻ ngoài nổi bật, u thời trang sành điệu cùng thành tích học tập tốt. Song, theo chia sẻ của Trương Ngọc Ánh, con gái không có ý định vào showbiz mà muốn tập trung học ngành dược. Cách đây không lâu, Trương Ngọc Ánh từng vướng nghi vấn đường ai đấy đi với bạn trai kém 14 tuổi Anh Dũng. Song cả hai đều lên tiếng phủ nhận tin đồn giản nứt. Thời điểm đó, Anh Dũng cũng lên tiếng về tin đồn về người thứ ba. Chúng ta có hai tai để nghe từ hai phía và miệng chỉ để nói một lời. Những thông tin bịa đặt và sai lệch đó làm những người yêu thương chúng ta có cái nhìn không đúng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và uy tín trong công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Xuyên suốt 3 năm hẹn hò, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Con gái Trương Ngọc Ánh là Bảo Tiên.